Trần Ngọc Ánh, quán quân The Voice sở hữu giọng hát triệu view lỡ thời vì chật vật với bệnh tình. Từng thành công sau cuộc thi The Voice 2018, Trần Ngọc Ánh được biết đến với danh xưng cô gái triệu view, thế nhưng con đường sự nghiệp lại không mấy phát triển của Ngọc Ánh vì bệnh tình khiến netizen tiếc nuối. Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1996, sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Phúc. Từ nhỏ Ngọc Ánh đã rất yêu thích âm nhạc và có ước mơ trở thành ca sĩ. Trần Ngọc Ánh từng học tại trường Học viện Hành chính Hà Nội 3 năm nhưng không thể cưỡng ép bản thân theo một lối mòn ổn định như ba mẹ vẫn mong muốn, do đó cô đã âm thầm nghỉ học và đi làm thêm, kiếm tiền thi vào trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ thừa nhận lý do gia đình cấm cản không cho theo nghệ thuật, phần vì đây là lĩnh vực không ổn định, phần vì gia đình không đủ kinh tế cho theo đuổi. Năm 2018, khi được bạn bè ủng hộ, Ngọc Ánh đã mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi giọng hát Việt. Ngay vòng giấu mặt, Ngọc Ánh đã khiến cả khán đài phải đứng dậy với ca khúc Nâng được thì buông được. Cô được ba vị huấn luyện viên là Nô Phước Thịnh, Thu Phương và Lam Trường nhấn nút chọn. Vì muốn Ngọc Ánh về đội của mình, huấn luyện viên Lam Trường đã nhấn nút chặn Thu Phương. Sau màn tranh giành quyết liệt, Ngọc Ánh đã lựa chọn về đội của huấn luyện viên Nô Phước Thịnh. Trải qua các vòng thi đầy cam go, Ngọc Ánh đã tỏa sáng khi cô lọt vào vòng chung kết. Trần Ngọc Ánh có giọng hát khỏe với những nốt cao vút hay tình cảm ở những nốt trầm, nhưng hơn hết, cô gái tự lập sớm, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống đủ để cảm nhận về hỉ nộ ái ố thường trực ở đời để truyền tải thông điệp bài hát một cách trọn vẹn nhất. Tại cuộc thi giọng hát Việt 2018, Trần Ngọc Ánh không phải là giọng hát tạo nên sự cách biệt với những ứng viên khác, nhưng cô có ưu thế nổi bật về sắc vóc và hội tụ nhiều yếu tố đủ và cần của một ca sĩ hiện nay, điều đó giúp cô chiến thắng. Thành công trở thành quán quân của cuộc thi The Voice 2018, Ngọc Ánh quyết định ở lại thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cô gia nhập vào showbiz và trở thành gương mặt trẻ triển vọng. Giọng ca sinh năm 1996 ra mắt một vài sản phẩm âm nhạc, đặc biệt là MV Nói trước bước không qua, sáng tác Vương Anh Tú và theo đuổi nhiều phong cách âm nhạc khác nhau. Thế nhưng, sau 4 năm lăn lộn trong giới giải trí, Ngọc Ánh vẫn chưa thực sự tỏa sáng như chính tài năng của mình. Trong một lần trả lời phỏng vấn, Ngọc Ánh tiết lộ: "Tôi theo đuổi nhiều thể loại vì không muốn lặp lại mình và cũng muốn thử sức với nhiều phong cách, nhưng thời gian tới tôi sẽ tập trung vào ballad." Có giai đoạn Ngọc Ánh phải đi ở nhờ nhà bạn để đi làm kiếm tiền điều trị căn bệnh hạt sơ thanh quản vì làm PG trong siêu thị, phải nói rất nhiều. Một thời gian dài cô phải hoãn việc học để chữa bệnh. Dù khó khăn là vậy, nhưng Ngọc Ánh quyết không dừng bước. Chia sẻ về khoảng thời gian đó, Trần Ngọc Ánh nghẹn ngào: "Trong đầu tôi chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ. Tôi liên tục đi hát kiếm tiền, rồi dùng tiền đó để chữa bệnh hạt sơ thanh quản. Có thời gian, tôi còn nói, thôi không chữa nữa. Thời điểm đó, thầy cô trong trường còn nói giọng tôi nát quá rồi, không chữa được nữa. Đi hát thì khàn đặc, không thể lên cao được. Nhưng chắc ông trời thương nên sau một thời gian tôi tự khỏi. Tuy nhiên 2 năm gần đây, căn bệnh liên tục tái phát." Quán quân The Voice buồn bã thổ lộ thêm: "Mọi người hỏi tôi tại sao đoạt giải nhưng lại không đi hát nhiều, bởi vì giọng tôi không cho phép hoạt động với cường độ mạnh. Tôi tiếc nuối vì bản thân có một bước đệm tốt, nhưng căn bệnh cá nhân làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp. Bác sĩ nói căn bệnh này sẽ theo tôi suốt cuộc đời nếu tôi không cắt hạt sơ thanh quản, nhưng nếu tôi phẫu thuật sẽ có 2 trường hợp xảy ra, tốt hơn hoặc là tệ đi, giọng tôi sẽ không còn như hiện tại. Đó cũng là điều tôi trăn trở." Vì thế, Trần Ngọc Ánh nỗ lực luyện thanh, cố gắng hát bằng hơi thở, bằng bụng để có thể giảm cường độ làm việc ở cổ họng. Người đẹp chia sẻ trước khi đoạt giải thưởng, cô nghĩ ca hát lúc đầu như một cuộc dạo chơi, sau đó mới loay hoay tìm tòi định hướng dòng nhạc, chập chững bước đi qua con đường nghệ thuật. Trải qua khoảng thời gian đối mặt với khó khăn, thanh quản dần hồi phục và Trần Ngọc Ánh mới tự tin trở lại với showbiz. Thật ra, với một người có ưu thế xinh đẹp như Ngọc Ánh, việc trải qua kinh phí cuộc sống không quá khó. Nhưng giấc mộng làm ca sĩ thì chưa bao giờ dễ dàng với bất cứ ai. Hiện tại, cô đã là một ca sĩ được mọi người yêu mến, nhận được nhiều tình cảm của fan. Dù chưa thực sự nổi tiếng, nhưng Ngọc Ánh cũng chứng tỏ được tài năng và thực lực đi lên bằng chính đôi chân của mình. Ca hát, ngoài tài năng, còn phải có cả may mắn. Có khi mình có tất cả, nhưng cái may mắn thì mãi mãi, giấc mơ chỉ là giấc mơ, Ngọc Ánh bày tỏ. Vậy nên, chính Ngọc Ánh cũng thấy mông lung với giấc mơ của mình, nhưng điều ấy chưa bao giờ làm vơi nỗi khát vọng trong cô. Có lúc vật vã với bệnh viêm thanh quản, Ngọc Ánh cũng oán thán chính mình, nhưng cô hiểu, âu cũng là do bản thân tự chọn chứ không ai gượng ép. Tham gia giọng hát Việt 2018 là bài toán chiến lược cho chính bản thân Ngọc Ánh, bởi cô đã chuẩn bị cho bản thân từ mùa đầu tiên đến tận lúc này mới có thể trở thành một chiến binh thực sự. Một Trần Ngọc Ánh không tên, nay đã có danh vị, con đường phía trước của cô đang thực sự rộng mở, một khởi đầu hoàn hảo cho những người mang giấc mơ được trở thành ca sĩ.